Anh để trao tặng món quà trophy đầu tiên của không phải Buddy Boy mà là người đến từ Maryland. Yes, nói vài câu bằng tiếng Ả Rập. Cảm ơn anh Trần Quốc Bảo, em đại diện cho anh Trần Quốc Bảo của Hội quán Sài Gòn mà kỷ niệm Đức Minh xin chân thành cảm tạ. Chiếc mừng hội ngộ ca sĩ Trần Đức Minh, Phó ông Trực và anh Đức nha. Hội ngắn ngộ kỷ niệm nha. Nhớ trở lại nha. Cảm ơn. Thank you nha. Thank you. Bây giờ trong nhóm nha.